Kênh Cái Thời Công Nghiệp MK xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Kính thưa bà con, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề về phân bón NPK. Như vậy thì trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu lại và chia nhóm theo cái tỷ lệ giữa đạm, lân và kali. Thì chúng ta sẽ hiểu cái tỷ lệ công thức đó như thế nào. Như vậy thì những cái công thức đó sẽ ứng dụng theo từng giai đoạn, từng cái thời kỳ của cây trồng như thế nào. Thì chúng ta sẽ điểm qua những kiến thức cơ bản liên quan tới giai đoạn cây trồng còn nhỏ, hay là chúng ta gọi là giai đoạn kiến thức cơ bản. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn kinh doanh, thì nó bao gồm các thời kỳ như là xử lý ra hoa, nuôi hoa, nuôi trái, cây cho ra hoa trái chì và giai đoạn phục hồi sau thu hoạch. Thì như vậy thì ở trong từng giai đoạn, từng thời kỳ như thế này thì chúng ta sẽ ứng dụng những cái công thức theo một cái tỷ lệ như thế nào sẽ mang lại một cái hiệu quả tốt nhất. Và thông tin này cũng không phải là một cái thông tin mới của kênh Kỹ thuật Nông nghiệp MKA, mà chúng tôi đã từng phát hành một số video có liên quan đến nội dung này rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại những cái kiến thức cũ thông qua một cách trình bày mới hơn, và bà con chúng ta sẽ nhớ được những cái nội dung cơ bản hơn. Thì xin mời bà con chúng ta theo dõi video này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái tỷ lệ công thức mà bà con mình rất thường hay thăm hỏi, đó là những cái dòng phân bón NPK chứa đạm cao. Thì kính thưa quý vị, cái tỷ lệ như thế nào mà chúng ta gọi là chứa đạm cao? Thì bà con mình nhìn vào cái tỷ lệ giữa ba thành phần. Thứ nhất đó là đạm tổng số, thứ hai đó là P2O5 hữu hiệu, và thứ ba đó là kali hữu hiệu. Có nghĩa là đây là những cái con số được đăng ký trên thành phần bao bì của bất cứ một cái sản phẩm phân bón nào chứa NPK thì sẽ đều có những con số này. Hay khi mà chúng ta nhìn trên tên sản phẩm thì chúng ta sẽ nhìn được cái con số công thức. Ví dụ như chúng ta nhìn vào 30 10 10, 20 10 10 thì chúng ta sẽ biết đó là những cái con số của cái tỷ lệ hàm lượng. Thì kính thưa quý vị, trong cái chia về tỷ lệ công thức thì người ta sẽ quy ra một cái tỷ lệ để người ta thấy được là cái chất nào nó sẽ có một cái tỷ lệ cao hơn so với những cái chất còn lại. Như vậy thì khi nào cái dòng NPK mà có một cái chất nó chiếm tỷ lệ cao hơn so với những chất khác, hoặc là nó cao hơn cả hai chất khác cộng lại, thì cái loại đó người ta gọi là loại có chứa hàm lượng cao. Ví dụ như tỷ lệ ở đây chúng ta đang nói tới là NPK chứa đạm cao, thì bà con mình nhìn vào tỷ lệ công thức thì chúng ta sẽ thấy là đạm chứa 3, lân chứa 1 và kali chứa 1, có nghĩa là tỷ lệ này là tỷ lệ 3:1. Thì trong đây là hàm lượng đạm là hàm lượng cao nhất, thì người ta sẽ gọi là dòng NPK chứa đạm cao. Có nghĩa là trong một sản phẩm sẽ chứa đầy đủ thành phần của ba loại đạm, lân và kali, và trong đó đạm là chứa tỷ lệ cao hơn, có thể là nó chiếm hơn 50% hoặc là 50% so với tổng hàm lượng của ba loại cộng lại, thì người ta sẽ gọi là dòng phân bón chứa đạm cao. Thì thường là trên thị trường chúng ta sẽ bắt gặp những cái dòng phân bón chứa tỷ lệ 3:1 thì chúng ta sẽ gặp nhiều, đó là 30 10 10. Rồi ngoài ra thì bà con mình có thể gặp là 28 10 10, rồi 30 9 9, 33 11 11 hoặc là 31 11 1. Thì đây sẽ là những cái dòng công thức kinh doanh theo cái tỷ lệ là 3:1. Hoặc là chúng ta sẽ gặp một cái dòng phân bón chứa đạm chiếm 50%, đó là tỷ lệ 2:1 so với lân và kali, thì trong đó sẽ có 20 10 10 hoặc là 18 10 8. Đây là một số dòng công thức kinh doanh. Và nếu như mà tỷ lệ đạm cao hơn nữa so với lân và kali thì chúng ta sẽ gặp cái tỷ lệ đó là 4:1, thì trong đó sẽ có dòng như là 20 5 5 hoặc là 28 86. Thì đây là những cái dòng công thức kinh doanh mà nó tương ứng với cái tỷ lệ đạm là 4:1, thì bà con mình có thể tham khảo trên thị trường. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì với những cái dòng phân bón NPK chứa đạm cao thì chúng ta sẽ gặp được những cái sản phẩm là chuyên dùng để bón gốc, đó là phân bón dạng hạt. Thì đây là những cái dạng bao như là 25 kg, bao 50 kg, thậm chí là túi 10 kg cũng có. Thì bà con sẽ gặp những cái công thức phổ biến, ví dụ như là 30 10 10 là nhiều nhất, hoặc là 20 10 10, hoặc là 28 86. Thì đây là những cái dòng công thức chứa đạm cao đại diện cho cái nhóm phân bón gốc. Rồi, về phân bón hòa tan, hay là chúng ta nói tới là NPK hòa tan đúng không vậy, thì chúng ta cũng sẽ gặp một số dòng phân bón có chứa cái hàm lượng đạm cao hơn so với lân và kali. Thì trong đó ví dụ như chúng ta gặp là 33 11 11, hoặc là ở MK thì chúng tôi có kinh doanh một dòng sản phẩm đó là 30 14 6. Thì đây là cũng là một cái dòng công thức mà có cái hàm lượng đạm cao hơn so với hàm lượng lân và kali cộng lại, cho nên chúng ta cũng sẽ gọi là một dòng NPK hòa tan chứa đạm cao. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn vào cái tỷ lệ công thức mà có hàm lượng đạm cao hơn so với lân và kali thì chúng ta sẽ hiểu đây là những cái dòng công thức phù hợp cho những giai đoạn như là cần cây trồng chúng ta đâm chồi, ra đọt, phát triển cơ, hoặc là chúng ta dưỡng lá, có nghĩa là đây là giai đoạn mà lá mới hình thành,
cần nhiều dinh dưỡng hơn để mà xanh bóng mượt, thì chúng ta sẽ sử dụng những dòng công thức đạm cao, hoặc là chúng ta sẽ áp dụng cho giai đoạn phục hồi sau thu hoạch. Bởi vì lúc này thì cây sẽ cần rất là nhiều cái nguồn đạm để tái tạo lại những cái bộ phận mới và tiếp tục phát triển, cũng như là phục hồi cái sức khỏe của cây. Thì đây là cái ý nghĩa của cái tỷ lệ công thức giữa đạm lẫn kali, mà trong đó thành phần đạm là thành phần chiếm cao nhất trong ba cái hàm lượng này, thì bà con mình tham khảo. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, một cái nhóm công thức thứ hai sẽ có cái tỷ lệ là trong đó đạm lân kali vẫn có đầy đủ, nhưng mà hàm lượng đạm và hàm lượng lân sẽ cao hơn so với hàm lượng kali. Ví dụ như chúng ta sẽ bắt gặp một công thức cực kỳ phổ thông, cực kỳ cơ bản mà hầu như chúng ta đến bất cứ một cửa hàng vật tư nông nghiệp nào cũng có thể tìm được cái dòng công thức này. Đó là công thức 20-20-15. Thì bà con mình nhìn vào cái tỷ lệ này, hầu như thì đạm lân kali nó gần như là kế bên nhau rồi. Ở trong đó thì đạm lân bằng nhau, đó là hàm lượng 20% cho mỗi loại, và kali là 15%. Rồi, một cái công thức cũng phổ thông đứng thứ hai, đó là công thức 16-16-8. Thì đây sẽ là tỷ lệ 2-2-1, có nghĩa là trong đó đạm và lân là chiếm hàm lượng là 16% và bằng nhau, và sẽ gấp đôi so với hàm lượng kali là 8%. Thì tỷ lệ này chúng ta sẽ gọi là tỷ lệ 2-2-1. Rồi, ngoài ra thì có thể là trên lúa thì sẽ ứng dụng cái tỷ lệ công thức này nhiều hơn, đó là 25-25-5. Đó, thì chúng ta còn gọi tỷ lệ này là 5-5-1. Tuy nhiên thường thì đây sẽ là một cái công thức phổ biến chủ yếu áp dụng cho giai đoạn lúa, có nghĩa là giai đoạn đẻ nhánh cho đến trước khi làm đồng. Rồi, thì đây là những dòng công thức mà khi mà nhìn vào thì chúng ta thấy là cái hàm lượng đạm và lân cao hơn so với kali. Cho nên thì cái nhóm này chúng ta sẽ gọi là nhóm NPK chứa đạm và lân cao. Thì trong đó hai dòng công thức phổ biến nhất đó là cái 16-16-8 và cái 20-20-15. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì với những cái tỷ lệ công thức này thường là sẽ áp dụng cho những cái giai đoạn như là lúa đẻ nhánh, đâm chồi. Nhưng mà trên cơ sở là cây trồng đang phát triển sinh trưởng tốt, nên là không cần một cái hàm lượng đạm quá cao. Hoặc là chúng ta cũng có thể chọn công thức 20-20-15 cho những cái vùng đất mà có chứa phèn hơi nhiều, thì chúng ta cần một cái hàm lượng lân cao hơn, thì chúng ta cũng có thể chọn cái tỷ lệ công thức này. Rồi, ngoài ra thì trên những cái vùng đất như là đất phù sa, đất màu mỡ, cây chúng ta sinh trưởng tốt, khỏe mạnh bình thường, thì chúng ta có thể là chọn những cái dòng công thức mà tỷ lệ trên là không quá cao, thì có thể là chọn 20-20-15 hoặc là 16-16-8. Thì chúng ta chỉ cần bổ sung một lượng nhỏ thì cây trồng của mình cũng có thể sinh trưởng phát triển bình thường. Hoặc là trong cái giai đoạn phục hồi sau thu hoạch, tuy là phục hồi sau thu hoạch nhưng mà cây trồng chúng ta đang có một cái sức khỏe tốt, và chúng ta chỉ cần cung cấp một cái lượng phân bón không cần hàm lượng đạm quá cao, thì chúng ta có thể chọn những cái dòng công thức này và chúng ta bón với một cái hàm lượng thấp, thì vẫn cho cây trồng chúng ta một sức sống tốt và khỏe mạnh bình thường. Còn có thể là đặc biệt với những cái vùng đất mà phèn nhiều và trong mùa nắng nóng, thì chúng ta có thể chọn lên công thức là 25-25-5. Lúc này chúng ta cần đạm và lân một cái hàm lượng cao hơn, và chúng ta không cần quá nhiều kali cho giai đoạn này. Còn nếu mà cây trồng chúng ta sinh trưởng ổn định, có nghĩa là trong những cái giai đoạn như kiến thiết cơ bản, phát triển sinh trưởng bình thường, thì có thể chọn 20-20-15 hoặc là 16-8, thì nó sẽ cân bằng dinh dưỡng hơn cho những cái vùng đất như thế. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ đến một cái nhóm công thức nữa, đó là dòng NPK chứa đạm và kali cao. Có nghĩa là lúc này là dòng công thức này sẽ là chứa lân thấp. Thì kính thưa quý vị, thì có thể là đây là một cái dòng công thức mà bà con mình ít để ý và ít quan tâm hơn trên thị trường so với những dòng công thức còn lại. Thì đầu tiên thì bà con mình xem về cái tỷ lệ trước nha. Tỷ lệ này thông thường sẽ là 2-1-2, có nghĩa là hàm lượng đạm và kali tương ứng là bằng nhau, và hàm lượng đạm và hàm lượng kali đều gấp đôi so với hàm lượng của lân. Thì chúng ta gọi đây là dòng công thức chứa đạm và kali cao và lân thấp. Thì bà con sẽ bắt gặp những cái dòng công thức trên thị trường mà có thể là không để ý, nhưng mà chỉ cần đọc là có thể là chúng ta đã từng gặp rồi. Ví dụ như là 16-8-16, 17-7-17, 19-9-19. Đây là những cái công thức mà có cách đọc dễ nhất. Rồi, ngoài ra nó cũng sẽ có một số cái công thức kinh doanh liên quan tới cái tỷ lệ này. Đương nhiên nó sẽ không trở thành một con số tròn trịa, nhưng mà nó cũng có một cái tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ 2-1-2. Thì chúng ta sẽ có là 16-8-17 nè, 15-7-17 nè, 17-7-19 và 17-7-14. Thì đây là những cái dòng công thức kinh doanh cũng sẽ liên quan tới tỷ lệ này. Như vậy thì lúc này cái dòng công thức chứa đạm và kali cao hơn lân thì chúng ta sẽ sử dụng vào những giai đoạn nào? Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì cái việc ứng dụng NPK được áp dụng và khuyến cáo trên cái cây trồng khá là nhiều. Tuy nhiên với cái dòng công thức tỷ lệ 2-1-2 thì chúng ta thấy là rất ít xuất hiện, và thường thì bà con mình chưa quan tâm lắm tới cái tỷ lệ công thức này. Thì với những dòng công thức kiểu như thế này thì thường là sẽ khuyến cáo áp dụng cho giai đoạn đón đồng
cho cây lúa qua giai đoạn phát triển trái của cây ăn trái, cây công nghiệp hoặc là cái nhóm rau ăn trái. Có nghĩa là đây là cái giai đoạn bắt đầu của sự phát triển trái, và đương nhiên trước giai đoạn trái trưởng thành, cái gì đang trong giai đoạn trái phát triển thì sẽ được khuyến cáo sử dụng những cái dòng công thức chứa NPK, chứa đạm và kali cao, giống như tỷ lệ 2:1:2 như thế này. Và thường thì bà con sẽ bắt gặp những cái dòng sản phẩm chủ yếu là khuyến cáo bón gốc là chính, thì tỷ lệ 2:1:2 thì bón gốc là chính thôi quý vị. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, một cái dòng phân bón tiếp theo nữa đó, NPK chứa kali cao, thì đây là một cái dòng công thức mà bà con mình biết đến khá là nhiều, đặc biệt là với những vùng sản xuất cây ăn trái và rau ăn trái, và quan tâm nhiều hơn cho những giai đoạn ví dụ như là chặn đọt hoặc là phát triển về cái trọng lượng của trái. Thì với cái dòng công thức này nó khá là đa dạng về tỷ lệ, nhưng mà sẽ có một cách để cho bà con mình để ý là miễn làm sao trong cái dòng công thức NPK đó hàm lượng kali là hàm lượng cao hơn so với hàm lượng của đạm và hàm lượng của lân, thì chúng ta sẽ gọi là NPK kali cao. Còn về tỷ lệ thì nó có khá là nhiều tỷ lệ, tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra một số cái tỷ lệ ở đây để cho bà con mình tham khảo. Rồi ví dụ như chúng ta sẽ có tỷ lệ là 2:1:3, thì trong đó có 17:9:27, 12:6:18. Rồi tỷ lệ 2:2:3 là tỷ lệ mà bà con mình sẽ gặp sản phẩm phổ biến hơn. Đó ví dụ như là công thức 12:12:17 hoặc là 12:11:18. Rồi những cái tỷ lệ bà con mình sẽ gặp mà chúng ta thường sẽ không đánh ra cái tỷ lệ được nè. Ví dụ như là 3:1:4 thì trong đó có 15:5:20, 18:6:24. Rồi tỷ lệ 3:1:5 có nghĩa là đẩy một cái hàm lượng kali cao hơn nữa, thì chúng ta sẽ có công thức là 15:5:27 hay là một số cái công thức mà nó đặc biệt hơn. Nhưng mà với cái nhóm này bà con mình chỉ cần để ý là trong ba hàm lượng đạm, lân và kali thì trong đó hàm lượng kali là một cái hàm lượng chứa cao nhất, và cao hơn đạm, cao hơn lân, thậm chí là cao hơn cả hai dòng kia cộng lại, thì chúng ta gọi là NPK chứa kali cao, để bà con chúng ta dễ nhận diện về cái công thức này. Rồi như vậy thì với những cái dòng phân bón này thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì với những dòng NPK chứa kali cao thì thường là chúng ta sẽ gặp chính là trên cái nhóm phân bón gốc, và sẽ được khuyến cáo áp dụng là trong giai đoạn trái trưởng thành của cây ăn trái hoặc là cây công nghiệp và giai đoạn nuôi cũ. Bởi vì đây là giai đoạn mà cây chúng ta cần nhiều kali hơn để tích lũy và đưa vào kho chứa, và kho chứa lúc này sẽ là trái hoặc là cũ. Thì chúng ta sẽ gặp những cái dòng công thức như là 12:12:17 nè, rồi 12:11:18 hoặc là 15:5:27, thì đây là những cái dòng công thức đại diện chứa kali cao trong một cái nhóm NPK. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì đâu đó nếu như bà con mình sử dụng một số cái dòng phân bón NPK hòa tan thì chúng ta sẽ gặp một cái dòng công thức mà rất là phổ biến trên thị trường, đó là 7:5:4:4. Thì cái tỷ lệ này nó đi rất là xa rồi, có nghĩa là đạm rất là thấp và lân rất là thấp so với hàm lượng kali lên tới 44%. Thì như vậy thì nếu mà chúng ta để ý theo cái phương án mà kênh đã chia sẻ, miễn làm sao chúng ta nhìn vào một cái dòng NPK mà trong đó hàm lượng kali là hàm lượng cao nhất thì chúng ta gọi là NPK chứa kali cao, thì chúng ta sẽ áp dụng cho giai đoạn trái đã trưởng thành và giai đoạn nuôi cũ. Bởi vì những giai đoạn này cây cần nhiều kali để đưa vào kho chứa, và kho chứa lúc này là trái, là cũ, thì chúng ta mới áp dụng những cái dòng này. Và đây cũng chính là những cái dòng mà có thể áp dụng được chặn đọt. Bởi vì kali lên một cái hàm lượng rất là cao thì nó sẽ ức chế khả năng hấp thu đạm của cây trồng. Và vậy thì nếu như bà con mình đưa vào giai đoạn trái non sẽ làm cho trái phát triển chậm, đưa vào giai đoạn hoa sẽ làm cho hoa phát triển chậm, và chúng ta đưa lên giai đoạn đọt non, lá non thì sẽ làm ức chế sinh trưởng nhất định trong một khoảng thời gian nào đó. Cho nên thì nó cũng sẽ có nhiều tác dụng và nhiều mục đích để cho bà con chúng ta áp dụng một cái dòng công thức phân bón nào đó. Và khi chúng ta hiểu rõ thì nó sẽ mang lại một cái hiệu quả tốt, phục vụ cho cái mục đích của mình cũng như là làm gia tăng năng suất của cây trồng. Còn nếu mà chúng ta hiểu không rõ và chúng ta áp dụng sai giai đoạn thì như vậy sẽ gây ảnh hưởng nhất định ở một cái giai đoạn nào đó. Thì bà con mình lưu ý cho những cái dòng công thức như thế này. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ đi sang một cái dòng công thức khá là phổ biến, và đây là công thức có thể gọi là công thức an toàn nhất trong tất cả các dòng công thức. Bởi vì chúng ta lỡ có xài ít hay là xài nhiều thì nó cũng không có ảnh hưởng quá đáng đến một cái giai đoạn nào đó, hay là cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái năng suất của cây trồng. Thì bà con mình lưu ý đây là một công thức rất là dễ để ý, đó là hàm lượng đạm, lân và kali là theo tỷ lệ 1:1:1, có nghĩa là tương ứng bằng nhau. Thì chúng ta có thể gặp là 3:15, 3:16, 3:17, rồi 3:18, 3:19, 3:20, thậm chí là 3:13 cũng có luôn. Thì đây là cái dòng công thức dễ để ý nhất. Như vậy thì tại sao những cái công thức này nó lại an toàn cho cây trồng, mà có phải là giai đoạn nào cũng sử dụng được hay không? Thì bà con mình lưu ý một số vấn đề như sau.
Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây là một cái dòng công thức khá là phổ biến trên thị trường. Thì chúng ta sẽ có cả hai nhóm, đó là nhóm phân bón gốc, thì bao gồm từ 3 số 13 cho đến 3 số 19 đều có. Và những dòng NPK hòa tan thì chúng ta cũng sẽ có từ 3 số 15 cho tới 3 số 20 thì đều có. Thì kính thưa quý vị, đây là một cái dòng công thức 3 số bằng nhau, cho nên nó sẽ cung cấp dinh dưỡng cân bằng cho cây trồng. Và chúng ta có thể áp dụng theo hình thức bổ sung định kỳ, và nó phù hợp hết tất cả các giai đoạn của cây trồng, ví dụ như giai đoạn kiến thiết cơ bản, giai đoạn nuôi hoa, giai đoạn nuôi trái, giai đoạn phục hồi sau thu hoạch, tất cả quý vị đều có thể sử dụng được hết, và đặc biệt là áp dụng rất là hiệu quả cho cây ra hoa mang trái chì. Thì đây là một cái giai đoạn mà xuyên suốt có thể áp dụng NPK dạng 3 số bằng nhau, và chúng ta áp dụng bón định kỳ, phun định kỳ mà thôi. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, tuy là ứng dụng của nó như thế này, nhưng mà có thể là trên cây trồng chúng ta sẽ có những cái giai đoạn đặc biệt mà chúng ta có thể cần đạm cao hơn một tí để thúc đẩy quá trình phát triển, hoặc là chúng ta cần kali cao hơn một tí để thúc đẩy quá trình gia tăng trọng lượng, hoặc là chúng ta cần chặn đọt, thì lúc này cái hiệu quả của những dòng công thức 3 số nó sẽ không phát huy đạt một cái hiệu quả nhất định cao, nhanh và ngay ở ngay tại thời điểm đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta cần cân bằng, chúng ta cứ đưa vào, chúng ta không cần chặn đọt, chúng ta nuôi hoa nuôi trái một cách bình thường, cây đang sinh trưởng phát triển ổn định, thì 3 số là một cái dòng công thức có thể gọi là rất là an toàn, và chúng ta có thể bón từ từ, hoặc là chúng ta có thể bón một lượng nhiều hơn so với bình thường một tí xíu, thì nó cũng không có ảnh hưởng quá đáng đến cây trồng của chúng ta. Tuy nhiên vô một số trường hợp đặc biệt thì buộc chúng ta sẽ có cái phương án để chúng ta thay đổi công thức, và việc này thì chúng tôi sẽ trình bày ở phần sau của video này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ đi sang một cái nhóm công thức mà nó hơi đặc biệt tí xíu, đó là chúng ta sẽ áp dụng chính là cho một cái giải pháp là phun là chính mà thôi. Đương nhiên thì với những dòng NPK chứa lân cao ở dạng phân bón hòa tan thì chúng ta gặp rất là nhiều trên thị trường, thì bà con sẽ gặp là 15-30-15 được khuyến cáo rất là nhiều trong cái quy trình của trái non. Rồi 10-5-5-10 hoặc là 10-60-10, đây là những dòng công thức chuyên dùng để tạo mầm. Như vậy thì tại sao chúng tôi lại trình bày nó ở đây, thì bà con mình xem xét theo mục đích như sau nhé. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì nói về dòng NPK chứa lân cao ở dạng hòa tan thì công thức 15-30-15 là một công thức nằm trong rất nhiều những cái tài liệu nghiên cứu. Thì đây là dòng công thức chuyên dùng cho giai đoạn xử lý ra hoa hoặc là giai đoạn đầu trái non, thì trong đó nó sẽ thúc đẩy quyệt ra hoa đầu trái, hạn chế quyệt rụng hoa rụng trái, tạo mầm cho cây ra trái chì và cung cấp dinh dưỡng khi mà cây chúng ta bị suy yếu hay là chúng ta cần tăng cường cái sức chống chịu. Thì thường chúng ta sẽ chọn những cái dòng NPK hòa tan và chứa tỷ lệ công thức là 1:21 như thế này, và trong đó là cái hàm lượng lân tương đối hơi cao hơn, để phù hợp cho giai đoạn tạo mầm hoặc là cái giai đoạn mà đang rụng trái sinh lý, thì chúng ta có thể áp dụng những cái dòng công thức này. Thì đây là một cái dòng công thức rất là đặc biệt mà nằm trong rất là nhiều những cái tài liệu nghiên cứu, thì bà con mình cũng có thể tham khảo. Và trong quy trình của MK áp dụng cho giai đoạn rụng trái non hoặc là giai đoạn cây suy yếu nắng nóng thì chúng tôi cũng thường áp dụng những cái dòng công thức này. Rồi, kính thưa quý vị và quý con, nói về 10-5-5-10 hoặc là 10-60-10 thì đây là những cái dòng công thức chuyên dùng để tạo mầm tập trung rồi. Thì cái này thì đâu đó bà con mình cũng khá là rõ. Giai đoạn này thì chúng ta sẽ chọn những cái dòng NPK hòa tan mà chứa một cái hàm lượng lân cao để chúng ta đưa vào để mục đích là tạo mầm được tốt hơn. Thì với những cái dòng công thức này nó sẽ thúc đẩy cái khả năng ra hoa đầu trái của cây trồng, và chúng ta sẽ áp dụng tạo mầm tập trung cho những cái cây mà không áp dụng ra trái chì mà sẽ là áp dụng ra hoa đầu trái tập trung. Rồi, chúng ta cũng có thể áp dụng để cung cấp cho những cây trồng đã bị thiếu lân rồi, có nghĩa là biểu hiện thiếu lân đã diễn ra, lá đã bị đỏ lên rồi, thì chúng ta có thể áp dụng những cái dòng này để cung cấp một cái hàm lượng lân nhất định qua bề mặt lá để hỗ trợ cho những cây bị thiếu lân. Và đồng thời thì chúng ta cũng có thể tưới để thúc đẩy quyệt ra rễ và thúc đẩy quyệt đẻ nhánh của cây trồng của mình. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì chúng ta sẽ đến từng giai đoạn của cây trồng, và đây là chúng ta sẽ lướt gian những cái công thức nào có thể áp dụng trong giai đoạn đó, và chúng tôi sẽ đưa ra một cái con số tham khảo để cho bà con biết là với những cái dòng công thức đó hoặc là với những cái dòng phân bón phun qua lá như thế thì chúng ta áp dụng cái liều lượng là bao nhiêu. Thì cái này bà con mình lướt thông tin nhé. Thì kính thưa quý vị, giai đoạn kiến thiết cơ bản thì rõ ràng bà con mình biết là cây trồng chúng ta sẽ cần đạm nhiều hơn, cần lân nhiều hơn, đó là cái sự phát triển và sự phân chia để tạo ra cái khung dáng ban đầu của cây trồng, thì chúng ta gọi là giai đoạn kiến thiết cơ bản. Hay là đây là giai đoạn cây chưa mang hoa quang trái mà đây là chỉ là hình thành cành lá và phát triển cơ đọt mà thôi. Thì chúng ta sẽ có hai nhóm chúng ta có thể áp dụng. Một là chúng ta áp dụng NPK chứa đạm cao vì cây cần đạm nhiều hơn, hoặc là chúng ta chọn NPK chứa đạm
và lân cao đó, để có đạm có lân để nó phục vụ cho cái giai đoạn vừa phân chia tế bào và vừa phát triển, và có thể nó sẽ phù hợp hơn với những vùng đất có phèn thì chúng ta cần một cái hàm lượng lân cao hơn đó. Thì vào đây là hai cái nhóm công thức mà bà con mình có thể xem xét trong cái giai đoạn kiến thiết cơ bản. Thì kính thưa quý vị và quý bà con, về cái phương án bón gốc thì chúng ta sẽ có 30-10-10 này, 20-10-10 này, rồi 20-20-15, rồi chúng ta có 16-16-8 hay là một số dòng công thức khác nữa. Thì việc bón của những cái dòng công thức này thì chúng ta sẽ phụ thuộc theo cái biểu hiện của cái cơ đọt là nó khỏe hay không khỏe, mức độ ra rễ của cây trồng mình như thế nào, rồi lúc đó là mùa nắng hay là mùa mưa, đất đai và các cái chế độ dinh dưỡng khác như thế nào thì chúng ta mới quyết định được. Thì bà con mình có thể hiểu là mùa nắng thì thất thoát đạm nhiều hơn, cho nên thì mùa nắng chúng ta sẽ bón đạm nhiều hơn so với mùa mưa. Thì lúc đó chúng ta có thể chọn những dòng công thức cao, ví dụ như là 30-10-10 chẳng hạn. Rồi nếu mà tới mùa mưa thì chúng ta nên giảm cái tỷ lệ đạm xuống, thì có thể chúng ta chọn công thức 20-10-10 chẳng hạn. Đó là cái cách mà chúng ta lựa chọn. Rồi ví dụ như đất phèn thì chúng ta sẽ bón cái lân cao hơn so với cái đất phù sa, thì lúc này chúng ta có thể chọn là 20-20-15. Còn nếu mà đất phù sa thì bà con có thể chọn 16-16-8. Đó, ví dụ là như thế. Rồi lượng bón thì chúng ta có thể xem xét với cây 1-2 năm tuổi thì có thể là bón khoảng từ 50-100g cho một cây cho một lần. Và như vậy thì chúng ta sẽ tăng lên 100-200g cho một cây cho một lần với những cây từ 3 năm tới 4 năm. Thì cái việc này nó sẽ quyết định theo cái biểu hiện của cây trồng ở thời điểm đó, cái lịch sử bón phân của mình như thế nào, rồi mùa nắng hay là mùa mưa, đường kính tán của cây rộng thì chúng ta bón nhiều, đường kính tán của cây nhỏ thì chúng ta bón ít. Rồi ví dụ như thế thì bà con mình sẽ có một số cái lựa chọn và chúng ta dựa trên cái khuyến cáo cơ bản cho cái hàm lượng của từng loại phân bón ở trong giai đoạn này. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì nếu mà chúng ta áp dụng những cái dòng NPK hòa tan thì chúng ta có áp dụng nhiều giống như những cái dòng phân bón gốc hay không? Thì kính thưa quý vị là không. Cái dòng phân bón hòa tan thì đây sẽ là những cái dòng mà chúng ta áp dụng tưới hoặc là chúng ta áp dụng phun để bổ trợ cho cây trồng, và chúng ta có thể áp dụng sớm, áp dụng khi mà cây chúng ta hình thành cho đến lúc mà cây trồng chúng ta mở 2-3 lá, có nghĩa đây là thời điểm đầu, còn non còn yếu thì chúng ta bổ sung. Nếu như bộ rễ của cây trồng yếu thì chúng ta tưới hỗ trợ để cho cái này nó hấp thu nhanh hơn, nó sẽ hoạt động tốt hơn cho cái sự phát triển của cơ đọt bên trên, hoặc là chúng ta phun trực tiếp vào cái cơ đọt bên trên để bổ sung hỗ trợ khi mà dùng rễ đang bị yếu. Thì hàm lượng bà con mình có thể sử dụng khoảng từ 1-2g cho 1 lít. Nếu như bà con chúng ta áp dụng tưới thì chúng ta sẽ tưới theo cái nhu cầu nước của cây. Ví dụ như cây cần 10 lít thì bà con mình tưới 10 lít, vì nó tương ứng khoảng từ 10g-20g mà thôi. Rồi cây trồng mình lớn, mình có thể tưới khoảng 3-40 lít đó, thì lúc đó là có thể hàm lượng lên 3-40g, nó tương ứng với cái tỷ lệ trên lít của nó là như thế. Rồi nếu như chúng ta phun thì chúng ta vẫn pha với tỷ lệ là 1-2g cho 1 lít nước, và chúng ta sẽ phun ướt đều mặt lá. Thì tùy theo cái đường kính tán mà cây trồng chúng ta sẽ có một cái lượng nước được nhận khác nhau đó. Thì như vậy thì cây lớn thì nó sẽ nhận được cái hàm lượng phân bón nhiều hơn so với những cây nhỏ, và nó vẫn đúng theo tỷ lệ là từ 1-2g trên 1 lít, và chúng ta có thể bổ sung định kỳ trong cái thời điểm đầu của cây đọt, và có thể phun từ 2-3 lần trong cái quá trình phát triển và mở cây. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì sẽ có một cái giai đoạn nữa, nó cũng tương tự như cái giai đoạn kiến thiết cơ bản, đó là cái giai đoạn phục hồi sau thu hoạch. Thì rõ ràng bà con biết là cây trồng chúng ta đến thời điểm kinh doanh sau một cái mùa vụ trái mà chúng ta đã thu hoạch xong, thì cây trồng chúng ta sẽ quay trở lại cái thời kỳ là phát triển cơ đọt. Thì rõ ràng nó giống như cái thời kỳ nó kiến thiết cơ bản, nhưng cây trồng của chúng ta lúc này nó sẽ bị suy yếu hơn, bởi vì nó qua một cái quá trình nuôi con thì nó sẽ tơi tả hơn, nó cần một cái sự phục hồi vì nó có sẽ cần nhiều dinh dưỡng hơn nữa. Thì chúng ta vẫn chọn những cái công thức giống như là cái giai đoạn kiến thiết cơ bản, vẫn là 20-15, vẫn là 30-10-10, vẫn là 16-8 đó, hoặc là một số công thức khác. Chúng ta phun thì cũng phun 33-11-11, hoặc là chúng ta phun 30-14-6, tương tự như giai đoạn kiến thiết cơ bản. Nhưng lúc này chúng ta sẽ phải phối hợp với nhiều phân bón hơn, với nhiều cái dòng phân bón khác để hỗ trợ cho cái sự phục hồi của cây trồng, kiến thiết lại bộ rễ. Và lượng bón chúng ta có thể bón một cái lượng nhiều hơn so với giai đoạn kiến thiết cơ bản là đương nhiên, bởi vì bù đắp lại cho nó, hoặc là chúng ta phải tăng cái số lần bón trên một tháng lên. Ví dụ như thay vì cái giai đoạn kiến thiết cơ bản thì một tháng chúng ta bón một lần, còn giai đoạn phục hồi sau thu hoạch thì một tháng chúng ta sẽ bón hai lần để cung cấp nhiều dinh dưỡng hơn cho cây trồng mình phục hồi. Và khi nó đã hình thành lại một cái cơ đọt khỏe mạnh thì chúng ta mới dừng cái thao tác bón nhiều và bón tăng, mà chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta bón như cái giai đoạn bình thường. Thì đây là một số cái thông tin để cho bà con chúng ta lưu ý cho cái giai đoạn phục hồi sau thu hoạch.
Rồi như vậy thì chúng ta sẽ chuyển đến giai đoạn kinh doanh, giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn chúng ta sẽ xử lý giao qua. Thì bà con biết là giai đoạn xử lý giao qua thì chúng ta cần nhóm nào? Đầu tiên là lân cao trước, và cái thứ hai đó là nhóm chứa kali cao để làm chi? Lúc này thúc đẩy lân vô để tạo mầm, và thúc đẩy kali vô để chặn đọt, để chuyển quá trình. Và lúc này chúng ta sẽ cung cấp đạm ít lại và cung cấp kali nhiều hơn để chuyển trạng thái từ sinh trưởng sang sinh sản. Đó, thì đây là hai cái thông tin mà chúng ta cần. Như vậy thì đầu tiên nhóm NPK chứa lân cao, ví dụ như là 10-60-10, 15-30-15 sẽ được sử dụng để phun hoặc là chúng ta tưới gốc. Nhóm NPK chứa kali cao thì chúng ta sẽ áp dụng để chúng ta bón gốc. Đó. Như vậy thì chúng ta có phối hợp với những dòng phân bón khác hay không? Thì kính thưa quý vị và quý bà con, giai đoạn xử lý ra qua thì đương nhiên phân bón chúng ta có áp dụng bón gốc. Thường thì chúng ta sẽ áp dụng những cái dòng NPK chứa kali cao. Chúng ta sẽ áp dụng khi từ lá lụa cho đến già. Và chúng ta có thể bón riêng những cái dòng công thức này, hoặc là chúng ta bón kết hợp với những cái dòng phân bón chứa lân cao hơn, bón số lượng nhiều hơn, ví dụ như là super lân, lân nung chảy, hoặc là chúng ta có thể kết hợp với DAP. Thì cái này nó đã nằm trong cái quy trình chặn đọt tạo mầm mà chúng tôi đã hướng dẫn bà con mình trước đây. Liều lượng thì tùy theo cây trồng mà chúng ta có thể xem xét khoảng từ 200g cho đến 500g trên một cây, trên một lần bón. Và nó sẽ tùy theo cái biểu hiện của cây đọt lúc đó như thế nào, tuổi cây là bao nhiêu, và đường kính tán là rộng hay là hẹp, thì chúng ta sẽ quyết định lại cái lượng bón này. Rồi, cũng trong giai đoạn xử lý ra qua này thì chúng ta sẽ chọn những cái dòng công thức phun để chiên tạo mầm, cho nên là chúng tôi mới nhắc đến là những dòng NPK chứa lân cao. Thì trong đó ví dụ như bà con mình thường là trong quy trình này chúng ta sẽ áp dụng 10-60-10, thì bà con mình có thể áp dụng khoảng từ 1kg cho đến 1,5kg cho 1 phi 200 lít, và chúng ta sẽ phun lên cái bộ lá đã lụa, hoặc là chúng ta phun sớm hơn, hoặc là chúng ta sẽ phun vào những cái cành mà chúng ta cần tạo mầm, cần cây ra hoa và đậu trái ở những cành đó, thì chúng ta có thể áp dụng phun cái 10-60-10 ở những vị trí đó. Và đương nhiên những cái dòng công thức là NPK quả tan thì bà con mình hoàn toàn có thể áp dụng để chúng ta tưới, nhưng mà trong cái phương án tạo mầm thì chúng tôi sẽ ưu tiên khuyến cáo cái giải pháp phun nhiều hơn là so với cái giải pháp tưới. Thì bà con mình xem xét cái thông tin này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ chuyển sang một cái giai đoạn nữa. Đây là giai đoạn mà thường là bà con mình rất là phân vân trong cái việc mà chúng ta lựa chọn cái công thức nào nó cho phù hợp. Thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ nói đến giai đoạn nuôi hoa. Đối với cây ăn trái, giai đoạn nuôi hoa nó sẽ có hai việc. Là một là hoa phát triển là chúng ta biết rồi. Việc còn lại đó là việc phát triển thêm một cái cơ đọt nữa. Thì cái này thì tùy theo cây trồng, tùy theo vùng miền mà bà con mình có áp dụng hay không. Nhưng mà thường là giai đoạn nuôi hoa thì chúng ta sẽ có áp dụng là sẽ tạo thêm một cơ đọt nữa phát triển cùng với giai đoạn hoa đó. Như vậy thì nếu như có nhiều giai đoạn trên cùng một cây trồng thì thường chúng ta sẽ chọn NPK 3 số để dinh dưỡng nó cân bằng và nó cung cấp cho cả hoa và cho cả lá. Thì giải pháp này chúng ta sẽ chọn là công thức 3 số. Đó, đây là dễ nhất nha. Rồi, tuy nhiên cũng tùy theo tình huống mà chúng ta xem xét. Nếu như cây chúng ta đậu hoa nhiều, sự phát triển nhiều, thì có thể là dinh dưỡng chúng ta sẽ cần nhiều hơn một chút. Thì chúng ta có thể chuyển lên cái công thức đó là 2-1-1, chúng ta chọn 20-10-10. Hoặc là trong giai đoạn nắng nóng, chúng ta cảm giác hoa phát triển kém, lá gà nhỏ quá, nó dinh dưỡng nó cảm giác là nó chưa đủ đạm hay sao đó, thì chúng ta chuyển sang một công thức có đạm cao hơn một tí, thì chúng ta chọn 20-10-10 cũng được. Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn 20-20-15 để tổng hàm lượng của tất cả nó cao lên một tí xíu, và trong đó đạm và lân cao hơn, để chúng ta thúc đẩy việc phát triển của hoa và việc phát triển của lá được hiệu quả hơn. Thì bà con mình có thể xem xét hai cái phương án này sau khi chúng ta đã xem xét cái công thức 3 số mà đã sử dụng rồi mà cái hiệu quả nó vẫn chưa cao, chưa thấy rõ, thì chúng ta sẽ xem xét sang cái phương án thứ hai. Đó, như vậy thì bà con mình sẽ đỡ phân vân trong cái lần đầu mà chúng ta áp dụng cái giải pháp này. Và trong một số trường hợp thì cũng có phương án là chúng ta sẽ áp dụng là 50% phân bón chứa công thức 3 số và 50% phân bón chứa tỷ lệ là 2-1-1, có nghĩa là chúng ta thường sẽ chọn 20-10-10 và chúng ta sẽ phối lại với cái công thức 3 số và mỗi loại là 50% thì cũng được. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì trong những cái giải pháp này thường thì chúng ta sẽ có công thức 3 số, chúng ta chọn 20-15 hoặc là chúng ta chọn 20-10-10. Thì giai đoạn này thì bà con mình có thể bón từ giai đoạn hoa hình thành cho đến trước khi hoa xảo nhị khoảng 15 ngày. Và lượng bón thì khoảng từ 200g cho đến 500g trên một cây, trên một lần. Đương nhiên thì việc này nó sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của hoa, số lượng hoa trên một cây, tình hình phát triển của cây, tình hình phát triển của hoa như thế nào, tuổi cây là bao nhiêu,
qua đường kính tán của cây là rộng hay là hẹp, thì chúng ta sẽ quyết định một cái hàm lượng trong khoảng từ 200 cho đến 500 gram cho một cây ở giai đoạn kinh doanh. Và đương nhiên chúng ta cũng sẽ xem xét thay đổi công thức phù hợp, có nghĩa là chuyển từ công thức 3 số sang công thức đạm cao hơn, hoặc là sang công thức vừa đạm cao và vừa lân cao. Thì bà con mình xem xét xong ba cái tỷ lệ này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì trong giai đoạn nuôi hoa này thì hoa vừa phát triển và lá cũng phát triển, cho nên thì chúng ta sẽ chọn cái công thức phân bón NPK hòa tan, đó là 3:20, và bà con mình có thể áp dụng liều lượng khoảng từ 1 cho đến 2 gram cho 1 lít. Thì với giải pháp này thì bà con mình có thể áp dụng, chúng ta tưới qua gốc cũng được, hoặc là chúng ta phun trực tiếp vào hoa và chúng ta phun trực tiếp vào lá trong xuyên suốt cái quá trình mà từ khi hoa hình thành cho đến trước khi sổ nhị khoảng 15 ngày, thì bà con mình đều có thể áp dụng được với cái giải pháp cho cây ăn trái. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ chuyển sang một cái giai đoạn mà giai đoạn này chúng ta không được chọn sai công thức, đó là giai đoạn hoa sắp sổ nhị. Thì cái giai đoạn này chúng ta đang nói tới khoảng 10 ngày cho đến 15 ngày nữa là hoa sẽ sổ nhị. Thì chúng ta chỉ chọn một công thức, mà lúc này công thức này là phải là NPK chứa kali cao, không thể nào đưa một tỷ lệ công thức khác được, nó sẽ rất là ảnh hưởng nếu như chúng ta chọn sai hoặc là chúng ta áp dụng một cái liều lượng không phù hợp. Có nghĩa là chúng ta cần cái sự nở hoa của cây được diễn ra tốt để tỷ lệ đầu trái cao và đồng loạt. Cho nên lúc này cây không được phép đưa dinh dưỡng lên trên lá, có nghĩa là nó sẽ gây rối loạn dinh dưỡng. Cho nên lúc này buộc hàm lượng kali phải cao và hàm lượng đạm phải thấp. Đó, thì hai cái này là điều rất quan trọng. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng một công thức để chúng ta chặn đọt trước khi sổ nhị, để cây hoàn toàn tập trung vấn đề cho giai đoạn nở hoa và đậu trái non. Như vậy thì sẽ không cạnh tranh dinh dưỡng, không đưa dinh dưỡng lên lá, thì cái quyệt đậu trái mới không gây rụng. Đó, thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng. Cho nên giai đoạn này không được chọn sai công thức, và giai đoạn này chỉ chọn NPK chứa kali cao mà thôi. Thì chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn ở đây. Ở những dòng công thức phổ biến, ví dụ như là 12, 12, 17, 12, 11, 18 hoặc là 15, 5, 27, thì bà con mình thường áp dụng những cái dòng công thức này. Và đương nhiên liều lượng này cũng sẽ tương tự, đó là giai đoạn kinh doanh rồi, thì khoảng từ 200 gram cho đến 500 gram trên cây cho một lần. Và chúng ta xem xét theo cái biểu hiện của cơ đọt để chúng ta tính toán cái hàm lượng. Và chúng ta sẽ bón trước khi sổ nhị khoảng từ 10 cho đến 15 ngày, để làm sao tới giai đoạn sổ nhị là đọt phải đứng để cây tập trung cho cái vấn đề nở hoa và đậu trái non. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, đến cái giai đoạn tiếp theo, đó là cái giai đoạn đậu trái non rồi. Thì đây sẽ là giai đoạn phân chia của tế bào. Phân chia của tế bào thì hầu như cây không cần quá nhiều dinh dưỡng, và cũng không cần một cái dinh dưỡng nào nó tăng cao hơn so với một cái dinh dưỡng khác. Tuy nhiên thì đây là giai đoạn mà cây sẽ cần đạm để phát triển tế bào, cũng cần một ít lân để phân chia tế bào, và đương nhiên cũng cần kali để chặn đứng cái việc hấp thu đạm quá nhiều. Tại vì nếu mà đạm nhiều nó sẽ gây rụng trái. Đó, cho nên thì chúng ta sẽ kìm cái tỷ lệ này lại. Cho nên thì bà con mình xem xét hai nhóm. Một là chúng ta sẽ chọn công thức NPK chứa kali cao, nhưng mà hàm lượng kali không quá cao hơn so với đạm. Ví dụ như chúng ta có 12, 12, 17, 12, 11, 18. Đây là những cái dòng công thức mà có chứa kali cao, nhưng mà không cao hơn với đạm quá nhiều. Đó. Để lúc này thì nó ức chế cái khả năng hấp thụ đạm để tránh việc chuyển cái dinh dưỡng lên trên lá non. Đó. Và lúc này dẫn cho trái có thể phát triển tốt với một cái tỷ lệ đạm và tỷ lệ kali như thế này, thì cái trái nó bắt đầu nó phát triển, hay chúng ta còn gọi là giai đoạn chạy trái. Rồi, nếu như với cây trồng và cái thời tiết lúc đó cái áp lực lực rụng không cao, thì bà con mình có thể chọn NPK chứa 3 số bằng nhau, thì lúc này cái việc chạy trái nó sẽ tốt hơn. Thì cái việc phát triển của trái nó sẽ cảm giác là nó lớn nhanh hơn. Như vậy thì cái việc mà chúng ta vượt qua cái giai đoạn rụng trái non nó sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên nếu mà trong cái thời tiết bất lợi, thời tiết có mưa hoặc là cái áp lực rụng cao, thì bà con mình lưu ý là chúng ta sẽ đưa một công thức có cái hàm lượng kali cao hơn để chúng ta giảm cái áp lực rụng trái và hạn chế cái việc cây sẽ đi đọt. Thì lúc đó chúng ta sẽ hạn chế cái việc rụng trái được tốt hơn. Thì đây là cái lưu ý rất là quan trọng trong cái giai đoạn rụng trái non. Và đây là cũng là giai đoạn phân chia tế bào của trái, nên bà con mình lưu ý cho cái tỷ lệ công thức. Rồi, như vậy thì khi mà bà con mình xác định được cái công thức mà chúng ta cần lựa chọn, thì bà con mình có thể bón gốc khi mà trái đậu khoảng từ 7 cho đến 10 ngày, và chúng ta có thể áp dụng trong khoảng từ 4 cho đến 6 tuần đầu tiên của cái giai đoạn trái. Thì chúng ta có thể áp dụng khoảng từ 200 cho đến 300 gram trên một cây. Có nghĩa là trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ chia nhỏ cái lượng bón qua, và chúng ta quan sát trong vòng 7 cho đến 10 ngày, thì chúng ta sẽ tính toán tới cái việc mà
chúng ta sẽ bón cho lần tiếp theo là bao nhiêu. Đó, thì nó sẽ phụ thuộc vào những cái yếu tố xung quanh cái việc rụng trái và cái biểu hiện của trái cũng như là cơ đọt để chúng ta quyết định. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây cũng sẽ là một cái giai đoạn mà chúng ta nhận được rất là nhiều những cái khuyến cáo về cái việc áp dụng cái sản phẩm 15-30-15 kết hợp cùng với những cái giải pháp rụng trái non, ví dụ như là G3, NAA hay là BO hay là một số cái sản phẩm bột trợ khác. Thì bà con mình có thể áp dụng cái 15-30-15 khoảng từ 2 cho đến 5 gram cho 1 lít và chúng ta phun ở trong cái giai đoạn này, thì có thể là trong khoảng từ 4 cho đến 6 tuần đầu tiên thì chúng ta có thể áp dụng khoảng 2 lần và mỗi lần như thế nó cách nhau khoảng từ 10 cho đến 15 ngày. Và trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ áp dụng 15-30-15 mà chúng ta sẽ phun trực tiếp vào trái. Đó là bà con mình lưu ý cho cái phương án này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì đến cái giai đoạn phát triển kích thước trái thì chúng ta sẽ tiếp tục có hai sự lựa chọn. Và giai đoạn này thì chúng ta lựa chọn phân bón tương đối dễ hơn so với giai đoạn trước. Thường thì đây là sẽ giai đoạn bắt đầu phát triển kích thước trái. Và đây cũng là giai đoạn mà cơ đọt của cây trồng của chúng ta bắt đầu có thể thả đọt rồi. Hoặc là ở một số khu vực thì không thả đọt, này cũng tùy theo quý vị. Thì đương nhiên nếu mà đã có hai giai đoạn hoặc là giai đoạn phát triển kích thước trái thì chọn công thức 3 số để phát triển cho cân bằng là dễ nhất, an toàn hơn và không có sợ cái diễn biến là cây nó bị nứt trái, ảnh hưởng tới việc đi đọt và gây méo trái hay là sượng cơm hay là sượng muối. Tất cả những vấn đề đó nó sẽ diễn ra trong cái giai đoạn này. Cho nên thì công thức 3 số vẫn là một công thức mà nó an toàn nhất. Rồi, tuy nhiên chúng ta có thể xem xét 1 đến 2 nhóm công thức khác nữa để trong cái giai đoạn này vẫn có thể sử dụng được. Là chúng ta sẽ chọn công thức là chứa đạm và kali cao. Đó, thì đây là cái giai đoạn phát triển kích thước trái, cho nên là những cái công thức ở tỷ lệ 2:1:2 cũng được phép áp dụng trong giai đoạn này. Miễn làm sao mà chúng ta thấy là giữa đạm và kali cân bằng nhau để trái phát triển cân đối là được. Rồi, ngoài ra trong cái tình huống như cái mùa nắng nóng của năm nay thì rõ ràng mà con mình thấy là cái trái của cây trồng của chúng ta nó sẽ phát triển rất là chậm trong cái giai đoạn phát triển kích thước trái. Lẽ ra là vài ngày là chúng ta phải thấy cái trái của cây trồng của mình lớn lên rõ hơn, nhưng mà chúng ta năm nay chúng ta thấy chậm, vì nó chậm hơn, thì chúng ta có thể chọn công thức 20-10-10 để sử dụng một lần trong những lần bón đó, hoặc là chúng ta phối hợp 20-10-10 với công thức 3 số để chúng ta áp dụng với tỷ lệ 50-50 cũng vẫn được. Thì đây là có rất là nhiều phương án để chúng ta xem xét, nhưng mà phương án ưu tiên đầu tiên là chúng ta phải xem xét tới công thức 3 số trước ở trong giai đoạn này. Rồi, kính thưa bà con, thì khi mà bà con mình lựa chọn được công thức và tỷ lệ phù hợp thì chúng ta có thể chia nhiều lần bón suốt trong cái quá trình phát triển kích thước trái. Thì tùy theo loại cây trái thì nó sẽ có một cái giai đoạn phát triển kích thước khác nhau. Thì có thể là chúng ta lặp lại định kỳ 10 cho đến 15 ngày một lần cho đến khi hết cái quá trình phát triển kích thước trái của cây, thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sẽ xem xét những cái dòng công thức này và có thể bón khoảng từ 200 cho đến 300 gram trên một cây trên một lần, và tùy thuộc theo cái sự phát triển của trái, số lượng trái trên cây và cái độ tuổi của cây mình như thế nào thì chúng ta sẽ quyết định cái liều lượng này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây cũng là một giai đoạn mà chúng ta sẽ áp dụng những cái công thức cân bằng. Cho nên thì về NPK bào tan thì chúng ta cũng có thể chọn công thức 3 số 20 và chúng ta sẽ áp dụng liều lượng khoảng từ 1 cho đến 2 gram cho 1 lít. Có thể áp dụng biện pháp phun trực tiếp lên trái, có thể phun trực tiếp lên lá, hoặc là chúng ta có thể áp dụng biện pháp tưới gốc đều được. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, đến sẽ là một cái giai đoạn quan trọng nữa mà chúng ta lại không được chọn sai công thức, đó là giai đoạn tăng trọng lượng. Có nghĩa là giai đoạn này đây là trái đã trưởng thành rồi, nó đã gia tăng đến một cái kích thước tối đa rồi, thì bây giờ nó bắt đầu nó sẽ nặng hơn theo từng ngày. Lúc này chúng ta sẽ không cần một công thức đạm quá cao nữa, và chúng ta cũng không cần một cái lượng lân quá nhiều nữa, mà lúc này chúng ta sẽ cần một cái yếu tố, đó là cái kali hàm lượng phải cao để thúc đẩy cái quá trình dự trữ của cây trồng của mình. Và dự trữ lúc này nó sẽ đưa vào kho chứa, và kho chứa lúc này sẽ là trái, sẽ là củ, cho nên chúng ta sẽ chọn NPK chứa kali cao. Đó, thì bà con mình sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn trên thị trường. Và giai đoạn này hầu hết thì khi mà bà con mình canh tác cây ăn trái thì hầu hết bà con mình đều biết. Và chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng những công thức NPK chứa kali cao ở đầu giai đoạn tăng trọng lượng của cây trồng, có nghĩa là để chuyển sang giai đoạn trái trưởng thành, thì chúng ta sẽ áp dụng những công thức này. Và tương tự khoảng từ 200 cho đến 500 gram trên một cây trên một lần, tùy theo sự phát triển của trái, số lượng trái trên một cây và cái tuổi cây của mình là bao nhiêu, thì bà con mình lựa chọn lại cái hàm lượng để chúng ta bón. Ta lưu ý. Kính thưa bà con, như vậy thì đến giai đoạn tăng trọng lượng, trái trưởng thành rồi, thì bà con mình lưu ý ha. Với việc phun thì lúc này chúng ta không cần phải chọn công thức 3 số 20 nữa, mà chúng ta sẽ chuyển sang một công thức có kali cao hơn.
Bởi vì cái việc phun trong giai đoạn này sẽ giúp cho cái việc tăng trọng lượng được tốt, thì nó sẽ có liên quan tới cái chất lượng của cái mẫu mã, và cái vỏ trái bên ngoài nó sẽ đẹp hơn, lên màu đẹp hơn. Thì chúng ta sẽ chọn những dòng công thức mà chứa kali cao, ví dụ như là 7544 sẽ là một cái lựa chọn rất là hoàn hảo trong cái giai đoạn này. Thì bà con mình có thể phun cho trái trong một tháng trước khi thu hoạch, và chúng ta sẽ dừng lại trước khi thu hoạch khoảng từ 7 cho đến 10 ngày. Có nghĩa là trong giai đoạn này chúng ta có thể phun khoảng 2 lần chẳng hạn, qua liều lượng là khoảng từ 2 cho đến 3 gram cho một lít nước. Và bà con mình phun ướt đều cả trái, và chúng ta có thể phun phủ lá một lần cũng được, hoặc là 2 lần đều được. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ chuyển sang một cái giai đoạn rất là đặc biệt của cây trồng mà có diễn ra. Đó là giai đoạn cây sẽ vừa ra hoa mà vừa có để trái chiên. Có nghĩa là trên cây lúc này vừa có hoa, vừa có trái non, vừa có trái lớn, vừa có trái sắp thu hoạch, vừa có tỷ lệ ra đọt nó, và vừa có tạo mầm luôn, cũng có luôn. Như vậy thì đây sẽ là một cái rất là nhiều giai đoạn trên cùng một cây, nhưng mà chúng ta lại dễ lựa chọn công thức hơn. Đó là bà con mình bám vào một cái nguyên lý chính, đó là chúng ta chọn NPK 3 số bằng nhau để cây trồng hấp thu cân bằng và tự động phân phát cái dinh dưỡng sau khi hấp thu cho từng vị trí. Đây là nhiệm vụ của cây trồng, và chúng ta chỉ cung cấp trên nguyên lý chính, đó là NPK 3 số mà thôi. Đó. Nếu như chúng ta không rõ hết bất cứ về cách sử dụng nào, thì chúng ta sẽ bám theo việc là sử dụng NPK 3 số. Tuy nhiên, trong cái việc mà chúng ta sản xuất cây cho ra trái chiên vẫn có thể thay đổi một tí xíu chứ không phải là không. Chúng ta sẽ nhìn theo tổng thể ở trên vườn của mình. Nếu như ra hoa nhiều đó, thì chúng ta chọn có thể là chọn công thức 3 số. Nhưng mà trái non nhiều thì chúng ta có thể chuyển sang một dòng công thức 212 để hỗ trợ cũng được. Hoặc là trái trưởng thành gần thu hoạch nhiều thì chúng ta có thể chọn chuyển sang cái công thức là chứa NPK chứa kali cao để phối hợp với công thức 3 số theo tỷ lệ 50-50 cũng được, để giúp cho cái trái ở giai đoạn cuối nó gia tăng trọng lượng được tốt hơn, nhưng mà không ảnh hưởng quá đáng đến cái trái còn nhỏ đó. Hoặc là giai đoạn đó bà con mình muốn tạo mầm, là chúng ta có phun tạo mầm ở trong thân bằng phương pháp phun, thì chúng ta cũng có thể chuyển sang một cái công thức nào đó mà có cái hàm lượng lân cao hơn một tí xíu để chúng ta bổ trợ cho giai đoạn này vẫn được. Đó là việc mà chúng ta linh động theo từng thời điểm. Còn về nguyên lý chính là chúng ta sẽ bón theo cái nguyên lý là NPK 3 số bằng nhau xuyên suốt trong cái quá trình của cây trồng của mình, và chúng ta cứ bón định kỳ theo cái nhu cầu của cây, bón hàng tháng mà thôi. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì video này có thể là nội dung hơi dài, tuy nhiên thì tổng thể của cái NPK thì chúng ta sẽ có 5 nhóm để bà con mình lưu ý nha. Thứ nhất là chúng ta sẽ có NPK trong đó chứa thành phần đạm cao, áp dụng cho giai đoạn kiến thiết cơ bản hoặc là phục hồi sau thu hoạch. Rồi, nhóm thứ hai là nhóm NPK chứa đạm và lân cao, cũng sẽ sử dụng cho giai đoạn kiến thiết cơ bản và một số giai đoạn khác, nhưng không sử dụng cho giai đoạn trái trưởng thành. Rồi, nhóm thứ ba là NPK chứa đạm và kali cao thì sẽ phục vụ cho giai đoạn đón đồng trên cây lúa và phục vụ cho giai đoạn trái đang phát triển. Rồi, NPK 3 số bằng nhau thì dễ áp dụng cho tất cả các giai đoạn. Rồi, cuối cùng là NPK chứa kali cao là chỉ áp dụng cho giai đoạn trái trưởng thành hoặc là giai đoạn vô củ mà thôi. Đó, thì đây sẽ là 5 nhóm chính trên cái cách lựa chọn theo tỷ lệ công thức, và chúng ta sẽ ứng dụng theo từng thời kỳ và từng giai đoạn của cây trồng. Thì bà con mình có thể ôn tập theo cái 5 nhóm này. Nếu bà con cần tư vấn kỹ thuật và thăm vườn, bà con có thể liên hệ ngay 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ tận tình và chi tiết các thông tin về sản phẩm cũng như cách sử dụng và kỹ thuật cây trồng. Bà con có thể đặt hàng trực tiếp qua các số điện thoại trên video, Mekong Mari giao hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, bà con có thể đặt hàng qua website mekongmari.com hoặc website phunthuoctudong.com. Sản phẩm hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Sen Đỏ. Bà con có thể dễ dàng tìm kiếm tên sản phẩm bất kỳ kèm thương hiệu Mekong Mari và đặt hàng nhanh chóng. Mọi thắc mắc trong quá trình đặt hàng trên Shopee, Lazada và Sen Đỏ, bà con hãy liên hệ ngay 3 số điện thoại trên đây để được hỗ trợ. Ngoài ra, để tìm hiểu ngắn gọn thông tin về các sản phẩm của Mekong Mari, bà con đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Mekong Mari bán hàng để theo dõi kênh. Cảm ơn quý bà con đã luôn đồng hành và tin tưởng bộ sản phẩm của Mekong Mari trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và quý bà con sức khỏe và canh tác tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.